Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Chris Nguyễn và tôi là Nguyễn Văn Vinh. Thì theo cái lời đề nghị của một số anh em nuôi biển đề nghị mình soạn một cái bài mà những cái lưu ý khi chúng ta thả giống, thì cái này cũng là rất quan trọng. Thì tất nhiên rằng mình cũng có nói đến những vấn đề này rồi, nhưng mà nó trên một cái phương diện là chúng ta ngồi chia sẻ ngoài lồng bè và nó không có những cái hình ảnh chi tiết cũng như là một cái câu chữ ghi trên slide cho nó rõ ràng. Đấy, cho nên là nhiều khi các bạn nghe thì các bạn sẽ quên. Tất nhiên là một cái video này thì làm cho những người cần. Còn những bạn mà có thể là đã biết rồi, chúng ta thì cũng có thể bỏ qua. Còn những ai mà cảm thấy cần thì chúng ta có thể xem và cùng nhau nghiền ngẫm và chia sẻ và cùng thảo luận để chúng ta có những cái áp dụng vào cho cái farm nuôi của mình cho nó hợp lý. Thì cái bài này á, là mình sẽ lấy một cái tiêu đề nó rộng hơn là những lưu ý quan trọng để chăm sóc cá biển ở giai đoạn là đầu tiên, nghĩa là từ khi thả đến giai đoạn 2 tháng. Tại vì giai đoạn này mình cứ gọi là cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn trẻ thơ đấy, giống như là mình nuôi con, mình vượt qua được cái ngưỡng khoảng 4 tuổi thì sau đó là chúng ta chăm sóc tốt thì đứa trẻ nó sẽ phát triển rất là tốt và ít bệnh. Thì đối với cá thì mình sẽ chia ra nó làm những cái giai đoạn như là giai đoạn 2 tháng đầu, giai đoạn 4 tháng và giai đoạn tiếp theo. Thì cái giai đoạn 2 tháng đầu là cái giai đoạn rất quan trọng, nó quyết định đến sự gọi là thành công, sự tăng trưởng nhanh hay chậm, dễ nuôi hay khó nuôi của một cái vụ nuôi đối với những đối tượng cá biển. Nói chung là đối tượng nuôi trồng thủy sản về cá nói chung thì 2 tháng đầu là 2 tháng quan trọng. Nhưng trên phương diện là mình đang làm về những đối tượng cá biển và các anh em nuôi biển quan tâm hơn, thì mình sẽ làm về hai đối tượng chính đang sử dụng thức công nghiệp, đó là con cá chim vì vàng và con cá mực chân châu. Còn những đối tượng kia thì nó cũng tương đối là giống nhau thôi. Nhưng tất nhiên là mình dựa vào những đối tượng có giá trị kinh tế thì mình làm các bạn cũng sẽ có hứng thú hơn. Và nó do là cái chi phí nuôi các thứ mọi thứ nó đều cao hơn so với cá nước ngọt, cho nên chúng ta có thể cần những cái thông tin tham khảo để chúng ta có những cái áp dụng cho nó hợp lý, để 2 tháng đầu tiên chúng ta nuôi con cá nó tốt nhất. Thứ nhất là chúng ta giữ đầu con, thứ hai là con cá nó sẽ phát triển một cách gọi là toàn diện, như vậy nó sẽ không bị bệnh và chúng ta sẽ hướng tới một cái vụ nuôi thành công. Thứ nhất là FCA nó thấp và vào đúng cái thời điểm giá cá mà nó tốt thì là quá tốt, thì như vậy chúng ta sẽ có lợi nhuận cao. Thì đưa một cái hình ảnh cá chim thu hoạch này khá là đẹp, và mình cũng có một cái bức hình gọi là con cá bể đưng, mình cho vào để chúng ta lấy cái hứng thú thôi. Đây là một bức ảnh nghệ thuật chứ không có cái vấn đề gì cả. Rồi sau đây là tôi xin đi vào những chi tiết để chúng ta cùng nhau chúng ta thảo luận. Thì tất cả những cái vụ nuôi thì cái vấn đề là về cái vận chuyển. Tất nhiên chọn giống thì chúng ta là phải chọn giống ở những nơi cơ sở uy tín và có những cái trách nhiệm về sản xuất giống. Cái đấy mình không nói nữa, thì mình có những bài liên quan rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi đến cái lưu ý khi vận chuyển. Thì cái này thì tất nhiên là rất nhiều người biết, nhưng mình đã nói rồi, mình nói để cho những người cần. Còn những ai mà biết rồi thì chúng ta cũng lướt qua và chúng ta cũng không cần phải xem lại, đỡ mất thời gian, đúng không ạ? Thì vẫn phải nói cho nó đầy đủ. Thứ nhất là khi chúng ta vận chuyển thì hiện nay có rất nhiều đội xe có những cái phương pháp vận chuyển nó khá là chuyên dụng và chuyên nghiệp rồi. Thì chúng ta sẽ sử dụng xe chuyên dụng có oxy nguyên chất này, gọi là oxy tươi đấy, như là cái bình này. Nhưng mà bây giờ những cái xe lớn hơn 8 tấn, 13 tấn đều có những cái bình oxy rất lớn, một khối luôn. Cho nên là chúng ta có thể yên tâm về cái chất lượng khí oxy nó sẽ rất là ổn. Tất nhiên rằng nếu chúng ta đi không cẩn thận, chúng ta đi quá dày, chúng ta để tiết kiệm cái chi phí vận chuyển, chúng ta vận chuyển dày quá thì oxy nguyên chất nó cũng không phải là cái giải pháp tốt nhất. Chúng ta phải đi đúng cái mật độ cũng như cái sinh khối ở trong cái bể vận chuyển. Ví dụ như là tùy từng đối tượng, như cái chim thì chúng ta đi vào tầm khoảng 18 kg trên một khối thì nó sẽ rất là an toàn. Còn chúng ta đi lên khoảng 25 kg, 30 kg thì nó bắt đầu vấn đề.
mặc dù là oxy nguyên chất, mặc dù là tất cả hệ thống đều rất tốt, nhưng mà mỗi một con nó sẽ một cái cách vận chuyển khác nhau. Với cái cá mú thì chúng ta lại phải đi oxy nguyên chất, nhưng mà oxy là oxy sục nhẹ, và chúng ta cũng không thể đi mật độ quá dư. Con cá mú thì chúng ta đi được mật độ cao hơn thì con này ít vận chuyển, tất nhiên chúng ta phải giằng nặng xuống. Rồi tiếp theo là khi vận chuyển ra bè thì chúng ta cũng nên vận chuyển, đây cái điều trước là mình nói là nên, nhưng thực tế là bây giờ thì chúng ta nên bắt buộc chúng ta phải sử dụng oxy nguyên chất như thế này, và chúng ta hạ nhiệt độ xuống khoảng 24 độ để chúng ta vận chuyển ra bè nó sẽ an toàn và hiệu quả hơn. Thứ nhất là con cá nó sẽ không bị stress trong giai đoạn vận chuyển vì nước nó lạnh, nó ít vận động. Thứ hai là oxy nguyên chất luôn ở ngưỡng trên 4 mg/lít, thậm chí là 6 đến 8, thì cái ngưỡng oxy này là khá lý tưởng để cho chúng ta vận chuyển cái cá giống ra bè. Đấy, thì đây chúng ta đã ghi hết rồi. Còn cái vấn đề là chỗ này sử dụng kháng sinh và vitamin C, thì cái này thì thực tế ra nó là một kinh nghiệm của bản thân thôi. Khi chúng ta vận chuyển ra ngoài bè đó, gần tới nơi cách farm nuôi của mình khoảng 5 đến 10 phút thì chúng ta có thể, trước khi chúng ta đưa cá xuống cái thúng như thế này thì chúng ta đã có thể đổ C vào rồi. Vitamin C có một cái tác dụng là khi nó thẩm thấu qua mang và bám vào da như vậy, tất nhiên là thường nó qua mang thì nó sẽ có một cái tác dụng là tăng cường sức đề kháng và chống sốc, cái này là ai cũng biết. Tại vì cá nó có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng qua mang, hấp thụ những cái chất quan trọng qua mang của mình, thì điều này là điều hoàn toàn đúng về cơ sở học chứ không phải chúng ta làm mò đó ạ. Tiếp theo là dùng kháng sinh oxy tetracycline để tắm, thì trước khi ra farm nuôi khoảng 5 đến 10 phút thì chúng ta có thể sử dụng cái oxy tetracycline này, chúng ta đổ vào trong cái thúng này thì với cái liều lượng khoảng 10 ppm, tức là 10 gram trên một khối đó, thì chúng ta sẽ hòa tan vào trong cái thúng vận chuyển như hoặc là cái bể vận chuyển để chúng ta đưa ra ngoài farm nuôi, và đến nơi chúng ta chỉ cần xúc cá xuống và thả xuống thôi, chúng ta không phải làm bất cứ chuyện gì nữa. Thì đấy là những cái lưu ý về vận chuyển mà chúng ta phải cần cẩn thận một cách tỉ mỉ như vậy thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ làm con cá khi vận chuyển ra bè nó khá là khỏe và nó ít bị sốc, ít bị tổn nhớt. Như vậy thì cái việc đầu tiên chúng ta đã thắng được giảm đi một cái rủi ro rất nhiều rồi. Ngày xưa thì khi chúng ta vận chuyển bằng cái phương pháp khá là đơn giản, chúng ta sử dụng bình chạy bằng bình ắc quy để chúng ta sụp vào cái đá bọt nó không có mịn, thì con cá vận chuyển ra rất là yếu và nó bị đen, như vậy nó tụt nhớt, thì những cái bệnh cơ hội như ký sinh trùng hoặc là những cái bệnh về liên quan đến vi khuẩn nó sẽ cảm nhiễm vào, và như vậy chúng ta sẽ bị hao hụt và con giống đấy cũng sẽ rất là khó nuôi, nên chúng ta hết sức là lưu ý cái vấn đề này. Tiếp theo là chúng ta sẽ lưu ý trong vòng 10 ngày đầu tiên, thì cái này mình nói rất nhiều rồi, cũng trong ngày xưa mình chưa làm YouTube thì cũng chia sẻ cho người nuôi bằng khi mình chuyển giống hoặc là mình tư vấn một cái vấn đề kỹ thuật thì mình hay nhắc đến, nhưng đây bây giờ mình có một kênh cũng các bạn ủng hộ khá là nhiều cho nên là mình sẽ nói kỹ hơn và có hình ảnh để chúng ta thấy. Thứ nhất là chúng ta phải sử dụng cái thức ăn chuyên dùng cho cá biển, thì đây là hai cái thức ăn này, chúng ta lấy cái hình ảnh này, kích cỡ thì nó rơi tầm khoảng 1 ly đến 1 ly 6. Như vậy thì con cá ở giai đoạn khi vận chuyển ra bè, ra cái farm nuôi ở giai đoạn 4 cm là hoàn toàn có thể sử dụng được. Cái thứ hai là cái thức ăn này là đang dùng trong cái trong cái trại sản xuất, như vậy nó là quen cái thức ăn. Tiếp theo là cái chất lượng về protein và lipid cũng như là chất lượng nguyên liệu của cái thức ăn dành chuyên dụng cá biển này là rất tốt, bởi vì cái giá nó rất là cao, nó dao động từ 110 đến 220 ngàn trên 1 kg. Như vậy thì cái chất lượng về dinh dưỡng là phải nói là đảm bảo. Như vậy khi chúng ta chuyển ra bè, chúng ta sẽ sử dụng thức ăn chuyên dùng cho cá biển trong một thời gian. Thứ nhất để cho con cá nó không bị gọi là nó làm quen một môi trường mới mà nó lại phải sử dụng một thức ăn mới thì nó rất dễ bị những bệnh liên quan đến đường ruột, sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta nên sử dụng cái thức ăn chuyên dụng cho cá biển mà đang sử dụng ở trong trại để chúng ta ra chỗ ăn.
Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng, nếu có hai phương pháp để chúng ta kích thích cái hệ miễn dịch tự nhiên của con cá lên, đó là có thể chúng ta sử dụng một cái phương pháp là dùng kháng sinh. Tất nhiên là về sau phương pháp dùng kháng sinh này sẽ phải hạn chế. Thì chúng ta hay được khuyến cáo, và cả tôi cũng khuyến cáo, là dùng cái thuốc Ribasim, thuốc trị lao, để chúng ta phòng và trị trong vòng 3 ngày đầu tiên, với liều lượng là 1.200 mg trên 1 kg thức ăn đối với cái thuốc Ribasim như vậy. Và chúng ta cho ăn sáng chiều, cho ăn 3 ngày liên tục. Thì hiện nay thì cái phương pháp này khá hiệu quả, nhưng chúng ta còn sử dụng bao lâu nữa thì chúng ta cũng chưa biết được. Có thể sắp tới cơ quan nhà nước họ sẽ siết chặt cái vấn đề sử dụng kháng sinh, như vậy chúng ta sẽ rất là khó để sử dụng loại thuốc này. Định hướng của tôi đó là chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm liên quan đến an toàn sinh học cũng như được khuyến cáo. Thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng những cái chất để chúng ta tăng cường cái sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên bằng những cái chất như là hợp của vitamin tổng hợp, đặc biệt là vitamin C. Tiếp theo là beta glucan. Thì những cái này đã có những cái bài phân tích khá là chi tiết, chúng ta có thể gõ từ khóa là cái tăng cường hệ miễn dịch bằng beta glucan của kênh Chris Nguyễn, đều có những cái video rất là chi tiết về cái vấn đề này. Bổ gan, thì cái bổ gan này thì mình cũng nói rất là nhiều, nó làm cho, tại vì cơ quan lớn nhất của cơ thể cá là chuyển hóa cái dinh dưỡng toàn bộ cho cơ thể, đó là gan. Thì chúng ta phải sử dụng cái sản phẩm bổ gan này để chúng ta tạo ra một cái lá gan khỏe, như vậy sẽ làm con cá nó tiêu hóa tốt hơn. Còn một cái vấn đề nữa là mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là sử dụng cái enzyme tự nhiên. Đây thì một cái hình ảnh như vậy chúng ta nhìn thấy cái này, nó gần như là một cái thực phẩm chức năng thực phẩm bổ sung ngoài cái enzyme, để tí mình sẽ phân tích kỹ hơn ở cái slide sau. Nhưng mà nó còn có một cái tác dụng như là một chất bổ sung thêm thực phẩm, những cái axit amin thiết yếu rất là quan trọng. Thì cái axit amin thiết yếu nào và quan trọng như thế nào thì tí nữa mình sẽ chia sẻ, các bạn xem hết video các bạn sẽ có những thông tin bổ ích về những cái lưu ý để chúng ta chăm sóc con cá trong giai đoạn 2 tháng đầu nó tốt nhất. Rồi tiếp theo này, chúng ta sẽ đến những lưu ý về cho ăn. Đây bên này mình sẽ đưa ra một cái bảng cách cho ăn cũng như là cái giai đoạn chăm sóc trong vòng 22 tháng đầu tiên cho hai đối tượng là cá chim và cá mú này. Thì mình có thể nói qua như thế này, thì chúng ta có thể, thứ nhất đối với giai đoạn cá nhỏ chúng ta cần phải chia cữ càng nhiều càng tốt. Lý do tại sao? Tại vì lúc này cái hệ thống tiêu hóa của cá nhỏ chưa hoàn thiện. Nó giống như một đứa trẻ, chúng ta không thể cho nó ăn vài bát cơm trong một bữa được, mà chúng ta phải phân ra một ngày có thể làm từ 3-4 cữ, 5 cữ, thì cá nó cũng là như vậy. Và có một cái lưu ý nữa là trong giai đoạn cá ấu trùng cũng như cá giống nhỏ thì cái enzyme trong hệ tiêu hóa nó cực kỳ thiếu, rất là thiếu. Chúng ta quay lại slide này chúng ta thấy không, có một cái thông tin mới, chúng ta sử dụng thêm cái enzyme này. Enzyme, cái dòng enzyme thì nó sẽ có đầy đủ những cái enzyme để phân cắt protein, phân cắt lipid và carbohydrate, các nhóm enzyme đầy đủ, cộng thêm là có những acid amin thiết yếu như lysine, methionine, arginine hay tyrosine, phenylalanine, vân vân. Như thế nó sẽ làm tăng cái acid amin tự do trong cơ thể, giúp cho cơ thể con cá nó có khả năng tổng hợp cái protein của cơ thể cũng như hệ enzyme hormone cũng như là hệ vi sinh, hệ miễn dịch. Như vậy nó sẽ tăng cường được rất nhiều thứ, ví dụ như là tốc độ tăng trưởng này, thứ hai là hệ miễn dịch cũng tăng, thứ ba là cái hệ hormone tốt, enzyme nó cũng tương đối đầy đủ. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái con cá nó khỏe và nó ít bị bệnh trong quá trình nuôi. Đó, thì tiếp theo là chúng ta gì ạ? Áp dụng cái quy tắc tăng trưởng bù. Rồi. Áp dụng quy tắc tăng trưởng bù là gì? Mình cũng sẽ nói cái này, vấn đề này ở trong cái bài về cách phương pháp nuôi cá mú. Nhưng có thì cái này chủ yếu là áp dụng cá mú thôi. Bên này này. Cái số lần cho ăn trong ngày thì có thể mình sẽ lấy ví dụ như là mình ăn 3 ngày hoặc là 2 ngày chúng ta có thể cắt ăn một lần. Đó, thì có là để chúng ta để ý, tại vì con cá mú chân trâu là một đối tượng cá cần sử dụng thức ăn có dinh dưỡng cao, nhưng nó lại
lòng con cá chậm bơi, cho nên là cái quá trình mà nó bị tích mỡ trong trong cơ thể nó là rất nhiều, mà khi mà tích nhiều như vậy nó sẽ bị đến thời điểm quá tải và nó sẽ sinh ra rất nhiều hệ lụy về vấn đề tiêu hóa, về vấn đề ký sinh trùng trong gan và có những vấn đề liên quan đến cả virus nữa. Thì tất nhiên cái này chưa chứng minh được, nhưng mà hiện tại là có rất nhiều fan nuôi đã bị hao hụt về vấn đề này, và khi mà giảm ăn lại thì cái tỷ lệ chết nó cũng giảm luôn, và con cá thì những khỏe, tốc độ tăng trưởng không hề là thay đổi. Sử dụng cái thực phẩm bổ sung là enzyme tự nhiên thì vừa nãy mình cũng đã nói rồi, cái slide trước mình đã nói rồi, tức là trong cái quá trình con cá nó chỉ hấp thụ gì ạ, được khoảng 35-40% cái protein trong thức ăn thôi, cũng như lipid thì nó chỉ rơi vào tầm 36%. Như vậy thì nó sẽ không thể hấp thụ hoàn toàn được cái lượng thức ăn chúng ta mong muốn. Chúng ta đưa vào là 100% và chúng ta sẽ bị thải ra là đến 75-75%. Như vậy đây là do cái đặc điểm sinh học cũng như là cái quá đặc điểm về tiêu hóa của loài. Tại vì cá động vật biến nhiệt cho nên nó rất nhiều yếu tố nó ảnh hưởng tới. Nhưng tất nhiên chúng ta cứ hiểu nôm na như vậy, nó không thể sử dụng hoàn toàn được thức ăn khi chúng ta đưa vào. Như vậy cái tác dụng của enzyme tự nhiên này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ phân cắt tương đối hoàn toàn các protein bề dày như lipid, carbohydrate, tại vì nó đầy đủ enzyme phân cắt những chuyện đó. Như vậy thì chúng ta sẽ ủ trước như vậy trong thời gian khoảng vài tiếng đồng hồ, và khi chúng ta cho con cá ăn như vậy thì con cá nó sẽ gì? Nó sẽ tiêu hóa dễ dàng hơn. Cho nên cái câu chuyện là tại sao mà khi chúng ta cho bằng muối tươi và thức ăn công nghiệp thì thường thường muối tươi nó vẫn lớn nhanh hơn so với thức ăn công nghiệp. Tất nhiên là muối tươi là phải là muối tươi có chất lượng, và là một ví dụ như cá ngừ đại dương hoặc là cá trích, cá nục chẳng hạn, mình nói ví dụ như thế, thì cái tốc độ tăng trưởng luôn luôn cao hơn so với thức ăn công nghiệp. Thì bây giờ chúng ta đang giải quyết cái vấn đề này, chúng ta sẽ phân cắt thức ăn công nghiệp và nuôi cái hệ vi sinh nấm men các enzyme trong cái thức ăn đó, và khi chúng ta đưa cái thức ăn vào cơ thể cá thì cá sẽ hấp thụ và tiêu hóa rất là nhanh. Như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí về thức ăn, FCI cũng sẽ giảm và tốc độ tăng trưởng mình nghĩ cũng sẽ tăng lên khoảng 10%-15%. Như vậy nó là rất là có giá trị về kinh tế. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích một chút cho các bạn về cái cơ chế chuyển hóa dinh dưỡng của cá biển. Đó. Thì cái này á, thì có thể các bạn cũng không cần quan tâm nhiều, nhưng mà có những ai mà cần thiết thì chúng ta cũng có thể xem qua thôi. Thứ nhất là cái thức ăn ăn vào, tiếp theo là tiêu hóa, thì trong quá trình tiêu hóa nó sẽ chuyển hóa gì, protein, chuyển hóa lipid và chuyển hóa carbohydrate. Thì có thể chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ cái cá biển ấy, thì cái chuyển hóa cái carbohydrate rất là kém, nó chỉ là một phần nào thôi, là dự trữ trong gan, là khi mà có quá trình ngủ đông di cư thì nó sẽ sử dụng cái gluco này, như là carbohydrate này, còn đa phần nó sẽ cần cái nguồn protein lipid nhiều hơn. Thì lipid thì chúng ta sẽ gì, tích lũy ở trong mô mỡ, phospholipid thì phân giải ra các phospholipid và năng lượng, protein thì sẽ ra các axit amin tự do, là các nucleic acid ấy, thì nó sẽ làm gì, tạo nên cấu trúc của protein cơ thể cũng như là các enzyme hormone hệ miễn dịch vân vân. Cái này cũng có rất nhiều bài phân tích cho các bạn thấy, thì chúng ta mới thấy rằng là cái quá trình chuyển hóa protein rồi chuyển hóa lipid cũng như chuyển hóa carbohydrate nó rất cần cái đó là các nhóm protein này, đó cái nhóm protein này, nhóm enzyme này, xin lỗi các bạn, để nó chuyển hóa cái những cái chất hợp chất như chuyển hóa protein, chuyển hóa lipid và chuyển hóa carbohydrate, thì mình sẽ bổ sung cái này. Đó. Như vậy tôi sẽ tổng hợp lại cho các bạn thấy là ba cái chất bổ sung quan trọng để những cái lưu ý để khi chúng ta sử dụng để tạo ra con cá màu sắc đẹp như thế này, thì là bổ gan là thứ nhất, thứ hai là vitamin, thứ ba là enzyme thực phẩm chứa enzyme, axit amin, nấm men, vi sinh vật có lợi. Những cái này thì chúng ta nên sử dụng. Tất nhiên những cái này chúng ta không được sử dụng cùng với kháng sinh nha. Kháng sinh khi chúng ta trị thì chúng ta phải dùng riêng biệt, và sau đó thì chúng ta mới sử dụng những cái hợp chất này để chúng ta nâng cao cái thể trạng của vật nuôi.
Đấy, còn cái phân tích cái enzyme này thì vừa mình nói đi nói lại rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái thực phẩm dễ tiêu hóa, nôm na như vậy, đúng không ạ? Thì tất cả những cái lưu ý này thì mình đã trình bày tương đối là đầy đủ đấy. Các bạn có thể nghe và chúng ta nói chung là chúng ta khi mà chúng ta nghe và chúng ta nhìn cái bảng đấy, chúng ta có thể comment hoặc là chúng ta có thể liên hệ với mình qua Zalo trên cái số điện thoại dưới này. Đấy, thì mình sẽ sẵn sàng giải đáp những cái vấn đề mà nó liên quan. Còn những cái vấn đề trùng lặp rồi thì các bạn có thể cố gắng theo dõi để chúng ta cùng nhau giải quyết và áp dụng vào phong độ của mình. Chứ nhiều khi có những nhiều câu hỏi rất là trùng lặp thì mình cũng khó thời gian để tổng hợp và chia sẻ hết được, nên mong các bạn thông cảm. Thì bây giờ cái phần này là dành cho những ai mà có quan tâm thêm thì nó chuyển hóa carbohydrate, thì chúng ta sẽ thấy được cái bảng năng lượng này. Các loài cá ăn thịt thì tiêu hóa polysaccharide là không tốt lắm. Cá chim cũng vậy, cái mú cũng vậy, nó cũng không cần nhiều carbohydrate. Cho nên là tại vì cái giá trị năng lượng rất thấp, nhưng cái chi, nhưng đây là cái nguyên liệu giá rẻ nên chúng ta vẫn phải sử dụng để chúng ta sản xuất ra thức ăn công nghiệp có một cái giá thành hợp lý cho người nuôi. Chứ nếu mà sử dụng cái nguồn protein tốt, bột cá tốt thì giá thành rất là cao, như vậy sẽ khó tiếp cận cũng như không thể bán được luôn, và người dân nuôi không có lời. Đó là như vậy. Đó, chúng ta thấy không, trong cái chuyển hóa năng lượng carbohydrate như vậy, năng lượng nó thì glucose là cao nhất này, sacarose cũng là cao này, nó rơi vào 4 kilocalo trên gram. Nhưng mà nếu mà so sánh protein tiêu hóa và lipid thì nó không là cái gì cả. Lipid lên 8 cái năng lượng chính của đối tượng nuôi trồng thủy sản sử dụng đó là năng lượng từ lipid. Protein thì rất là quan trọng trong giai đoạn cá 2 tháng đầu. Tại vì cá trong giai đoạn 2 tháng đầu là sử dụng cái nguồn năng lượng để duy trì hoạt động cơ thể chủ yếu từ protein. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là cái đạm gọi là cái protein gọi là cái đạm đó của thức ăn đấy cao biển luôn luôn là giai đoạn, hay là tất cả các loại cá khác hay tôm vậy, thì cái giai đoạn đầu tiên là cái lượng đạm, cái hàm lượng protein là một đạm cao nhất. Nhưng mà chúng ta phải quan tâm đến là đạm tiêu hóa, và đạm nội số thì muốn ghi nhiều ghi, nâng lên 40-50 thoải mái. Nhưng cái đạm tiêu hóa là cái đạm thực chất chúng ta có thể sử dụng được, là cái đấy rất là khi mà cao thì nó thật sự là giá rất là cao đó. Thì đấy là cái có thể sử dụng được, khác nhau nha. Chuyển hóa lipid thì những đấy chúng ta thấy không, nó chỉ chuyển hóa được khoảng 39% này đó, các bạn có thể đọc đấy. Và một cái lưu ý này, tại sao mà chúng ta phải bổ sung vitamin vào trong thức ăn? Để vitamin là một chất chống oxy hóa, nó rất dễ bị oxy hóa, và như vậy thì nó sẽ mất dần theo năm tháng. Khi chúng ta bảo quản thức ăn trong vòng 3 tháng thậm chí 6 tháng thì nó mất dần. Như vậy là nó mà vitamin này là tham gia một cái quá trình để xúc tác cho hình sinh tổng hợp protein cũng như là lipid chẳng hạn. Thì khi mà thiếu vitamin thì cái quá trình nó sẽ bị ngưng trệ hoặc là sẽ bị ít hiệu quả, kém hiệu quả. Như vậy tại sao chúng ta mới thấy rằng là chúng ta nuôi con cá nó bị chậm lớn hoặc rất dễ bị bệnh? Thực ra là thiếu cái vi lượng này, vitamin rất quan trọng. Còn khoáng thì chúng ta sẽ lựa vào những đối tượng nào mà có nhu cầu khoáng cao, cũng như là những đối tượng nào có nhu cầu khoáng nó thấp. Ví dụ cá biển là gần như nó không cần nhu cầu khoáng bổ sung từ thức ăn vì nó có thể sinh tổng hợp được trong cái môi trường nước. Còn cá nước ngọt thì chúng ta lại phải sử dụng đó, lại phải sử dụng, và tùy từng loài. Nhưng bây giờ giá cá nước ngọt thấp quá cho nên là chúng ta sử dụng nhiều thì nó cũng sẽ không có lợi. Đấy là một cái vấn đề khá là trăn trở. Hơi bị xiên nên các bạn thông cảm nhé. Tiếp theo là chuyển hóa amino acid, thì đây là một cái quan trọng bậc nhất đây. Thì cũng nói qua cái này các bạn có thể chụp lại, còn mình sẽ không nói theo cái mình soạn này đâu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nhu cầu của protein nó là nhu cầu thiết yếu bậc nhất. Tại vì là trong cái giai đoạn đầu tiên của cơ thể con người cũng như là động vật thủy sản liên hệ với nhau, chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Và đặc biệt là động vật thủy sản này, nó trong giai đoạn những tháng đầu tiên nó sử dụng cái nguồn năng lượng từ nguồn protein nhiều hơn cả lipid. Cho nên là cái chi của thức ăn giai đoạn mà cá giống nhỏ mà chúng ta sử dụng lipid nhiều, cá hao rất là nhiều, không lớn, phát triển kém,
khung xương kém luôn, mà nó lại sử dụng năng lượng để duy trì hoạt động sống từ protein. Cho nên protein phải cao, thứ nhất là để xây dựng cấu trúc cơ thể, thứ hai là dùng để duy trì hoạt động sống. Cho nên tại sao mà thức ăn dành cho cá biển nó lại độ đạm nó lên 46, không thì 48, 50% trong giai đoạn đầu là chuyện tất yếu, chắc chắn phải làm. Nên cái đấy là vấn đề liên quan đến đặc điểm sinh học, nó có cơ sở nghiên cứu đàng hoàng nên chúng ta yên tâm để chúng ta áp dụng. Đó, thì đây là cái bảng này, chúng ta đọc thôi, ai cần thì đọc, còn nếu thực ra thì nó cũng chẳng cần thiết. Còn những cái mà mình chia sẻ lại để cho các bạn lưu ý, chúng ta nuôi thì mình đã nói rất là kỹ lúc đầu rồi. Đó thì cái này chưa cảm ơn vội nha, thì mình quay lại chỗ này, những lưu ý à, thấy không, những lưu ý thì chúng ta phải cần đúc rút ra lại được. Thứ nhất là chúng ta phải sử dụng gì ạ, thức ăn chuyên dụng của cá biển. Thứ hai là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm ví dụ như vitamin C, beta glucan kháng sinh hoặc enzyme bổ gan vân vân để chúng ta nâng cao cái thể trạng cũng như là tăng cường hệ miễn dịch. Kháng sinh 3 ngày đầu tiên thì thường thường mình cũng hay tư vấn cho mọi người đang để phòng những cái bệnh liên quan đến đốm trắng nội tạng như Staphylococcus dành cho cá chim và mú là đầu tiên. Cái này chúng ta có thể tham khảo thêm. Đấy, cái bảng cho ăn như thế này chúng ta cũng có thể chúng ta chụp lại nếu cần thiết, ai cần có nhu cầu. Còn vấn đề gì thì chúng ta có thể comment cũng như là điện thoại trực tiếp với mình. Còn các bạn có thể nghe cái bài thuyết trình vừa rồi của mình trên kênh YouTube của Chris Nguyễn. Đó. Rồi. Cuối cùng là cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hãy chia sẻ kênh Chris Nguyễn cũng như là đăng ký kênh. Và nếu thích thì cho mình một like để mình có thêm động lực cũng như là nhiều thông tin mới mình sẽ soạn và chia sẻ cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một vụ nuôi thành công.